Chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mình muốn giới thiệu cho mọi người về một ngày đi học của mình. Như mọi người đã biết thì việc du học nghề của mình trong 3 năm rưỡi được đào tạo sẽ xen kẽ bao gồm những tuần học ở trường và những tuần đi thực tập ở công ty. Và một tuần học của mình thì cũng giống như bao học sinh cấp 3, giống như ở Việt Nam vậy. Mình đi học 5 buổi một tuần với mỗi buổi là 8 tiết và bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 sáng. Ở trường của mình thì mình sẽ học được các môn học như là các môn học chuyên ngành và đồng thời các môn bổ túc khác như là kinh tế học hoặc là môn tin học với cơ sở vật chất rất là đầy đủ, tiện nghi. Không chỉ vậy, trường cũng có căng tin để mọi người nghỉ giải lao và những lúc pause và có cả khu vực cho người hút thuốc nữa, bởi vì du học sinh du học nghề thường cũng có cả những người lớn tuổi. Người Đức tâm lý vậy thế mọi người ạ. Đây, mình vào giờ pause thì mình sẽ thường đi siêu thị với bạn bè để ăn sáng cũng như ăn trưa. Mình sẽ thường lấy cho mình một lon nước ngọt và ăn một chiếc bánh Leverkusen. Ở đây, mỗi bữa thì mình chi tầm khoảng 3 euro thôi, cũng khá là vừa phải với túi tiền học sinh của mình. Và đó là một ngày đi học của mình, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà kể ra cũng sướng đấy chứ. Đi học mà vẫn có tiền, vẫn có lương. Còn gì tuyệt vời hơn đúng không các bạn? Chào mọi người ở vlog tiếp theo. Và cảm ơn mọi người đã xem vlog của mình.